cha, quý cha, tất cả cộng đồng chị em. We still relish until now the delicious food that you have given us. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn còn thưởng thức những món ăn ngon mà các chị đã phục vụ chúng tôi. We are grateful for that. Chúng tôi tri ân các chị. But what we have just witnessed is even more meaningful and something we can bring for the rest of our life. Nhưng mà hơn thế nữa đó là màn trình diễn của các chị em vừa rồi đem lại chúng ta cho chúng tôi rất nhiều ý nghĩa để chúng tôi sống những ngày còn lại. Our coming here tonight is part of our education these days. Cái sự hiện diện của chúng tôi đêm nay ở đây là cũng là một phần của cái vấn đề đào tạo vấn đề của chúng tôi trong thời gian này. We do respect however to our organizers what we learn in the conference hall is even more beautifully expressed by the light of the Vietnamese Catholics, especially as portrayed by the sisters. Trong những thời gian vừa qua, chúng tôi đã được chứng kiến cuộc sống của người cô giáo Việt Nam và tất cả những chứng từ của sức sống của người cô giáo. The Philippines and Vietnam, although separated by the big ocean, are actually neighbors. Người Philippines cũng như người Việt Nam, mặc dù chúng ta phải chia cắt bởi một cái đại dương, nhưng chúng ta vẫn là người hàng xóm với nhau. It is only now, and I think I can speak for my companions, that we realize that already for many centuries, we have relationship, especially in matters of faith. Và đặc biệt trong những ngày này, chúng tôi càng ý thức hơn rằng chúng ta ơi còn có những cái sự liên hệ rất nhiều từ nhiều thế kỷ qua trong cái vấn đề đời sống đức tin. We heard how missionaries from the Philippines have come to evangelize Vietnam. Chúng tôi đã nghe được rằng có nhiều vị truyền giáo đã từ Philippines sang Việt Nam. And in the Philippines, we enjoy the privilege of being a very Catholic nation, at least in numbers. Đối với người Philippines, thì chúng tôi cũng hãnh diện vì chúng tôi là người, là một đất nước có người Công giáo nhiều nhất. Bishop Dominic and Bishop Joseph have always expressed that our presence here is a blessing for the Vietnamese Church. Đức cha Nam Định Nguyễn Trung Trinh cũng như là Đức cha Giuseppe Đức Đạo của chúng ta đã nhiều lần nói với các vị rằng sự hiện diện của các vị ở đây trong giáo phận Xuân Lộc của chúng ta thời gian này thực sự là một ơn phúc của Thiên Chúa. This is my second time in Vietnam. I was here 3 years ago. Tôi đến đây là lần thứ hai. Tôi đã đến đây cách đây 3 năm. Em xin. I think many of our of my companions are here for the first time. Nhưng mà đa số các bạn đồng hành của tôi là đến đây lần thứ nhất. But I can say honestly that we learn a lot from the Vietnamese church. Nhưng mà tôi nói một cách rất là thành thực rằng chúng tôi đã học được rất nhiều từ giáo hội Việt Nam. We talk about the joy of the good news and the dialogue of cultures. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau về chia sẻ lời Chúa cũng như là vấn đề đối thoại. The longer I stay here, the more I see that the joy of the good news is even more real in the midst of the sufferings of the Vietnamese Catholics. Tôi càng ở đây lâu thì tôi càng cảm nhận được cái niềm vui của phúc âm đã được lan tỏa mặc dù người Công giáo Việt Nam đã phải nhiều đau khổ. And the dialogue of culture for us Filipinos is a kind of concept that is hard for us to understand, but here it is lived. The dialogue of culture is lived in Vietnam. Việc đối thoại văn hóa thì ở đối với nước Philippines thì tôi khó hiểu hơn là khi chúng tôi đến Việt Nam chúng tôi cảm nhận được cái điều gì rõ ràng hơn. That is why I said, and I can tell that to the missions who welcomed us to
should look that we are the ones learning from the experience of the faith of the Vietnamese Catholics. Đó là vấn đề mà tôi vẫn thường nói với các giáo phụ là chúng tôi đến đây chúng tôi đã học được rất nhiều qua cái sự hiện diện qua cái đời sống đức tin của giáo dân Việt Nam. I arrived here last Thursday ahead of the other group together with two priests from my archdiocese. Tôi đến đây hai ngày trước đoàn cùng với đại hai cha thuộc giáo phận của tôi, tổng giáo phận của tôi. We have been to the archdiocese of Quế, which I wanted to visit already for a long time because the Carmels of the Philippines are children of the Carmel. Chúng tôi đã tới tổng giáo phận Huế, đó là nơi mà tôi ước ao từ đến nhiều năm, tại vì các chị dòng Carmelo ở giáo phận của ngài là con của các chị Carmelo Huế. It's been a long time also that I wanted to see Our Lady of Lapa. Cũng lâu lắm rồi tôi đã vẫn ước mong được đến để viếng Đức Mẹ Lapa. In our 2 days in Huế and Lapa, I learned that there's a lot of beautiful incidents, even if painful incidents, of the church and the faithful in Vietnam. Chỉ có hai ngày ở Huế và Lapa, nhưng tôi đã biết được rất nhiều chuyện, những cái đau khổ mà người dân ở ngoài Huế và Lapa đã phải chịu. I am very interested in knowing more about the Vietnamese country and people. Tôi rất là mong muốn được quan tâm đến người dân Việt Nam cũng như là nền văn hóa của Việt Nam. The history, especially of this country and of the faith God gave in this country. Lịch sử của đất nước cũng như là lịch sử của niềm tin Công giáo. In fact, I have bought a book in the Tanel Kong Kochi. In Kochi, I bought a book on the history of Vietnam. Tại vì thế nên cha nên tôi đã mua một cuốn sách về lịch sử Việt Nam khi tôi đến Kochi. But there is, I was told by some friends that there is a history of Vietnam that is not written in books. Nhưng mà tôi được một số bạn nói rằng là nhưng mà cũng có những cái phần lịch sử của Việt Nam không được viết trong cuốn sách. That is the history of the presence of Jesus and Mary in this land. Đó là lịch sử của sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong đất nước này. We in the Philippines experience that presence of the Lord and the Blessed Mother in our different dioceses. Trong khi đấy thì người dân dân Philippines của chúng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và Mẹ Maria trong các địa phận. But I am convinced that their presence is even more felt among the faithful of Vietnam. Nhưng mà chúng tôi tin rằng cái sự hiện diện của các đấng thì còn mạnh hơn ở Việt Nam hơn trên với chúng tôi. I cannot forget what the Blessed Mother said to the martyrs of Lapa in the 18th century. Tôi không thể quên được những điều mà Đức Mẹ đã nói với giáo dân ở Lapa thế kỷ thứ 18. You will suffer a lot. Chúng con sẽ phải đau khổ nhiều lắm. And I can see that it's still happening now. Và tôi vẫn có thể nhìn thấy được cái sự đau khổ này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. We Filipinos do not yet see very clearly our task of bringing the faith to other nations in Asia. Chúng tôi vẫn chưa có thể đối với người Philippines của chúng tôi cũng chưa hiểu được nhiều vấn đề lan truyền đức tin trong người trong Á Châu trong vùng Á Châu. I feel that you Vietnamese know better than us what it is to bring the grace of the Catholic faith to other nations. Nhưng mà tôi tin rằng đối với người Việt Nam, người Công giáo Việt Nam thì biết cách để đem lại truyền thống đức tin cho các dân tộc châu Á. Because as we have heard one of the last words, the seed, the blood of martyrs, Vietnamese martyrs, is the reason for this trying to be church in Vietnam. Vì tôi nhớ cái câu vừa rồi đã được nghe là máu của các thánh tử đạo đã trở thành hạt giống đã đem lại sức mạnh cho người Công giáo Việt Nam. The longer we stay here, the more we are
we are astonished by your faith, your sincerity, your dedication, brought about by the great sacrifices of your ancestors. Chúng tôi càng ở lâu, chúng tôi càng cảm nhận được là các chị, tất cả người Công giáo Việt Nam đã có được nhờ những cái sự tinh thần của người Công giáo Việt Nam, cái tinh thần hy sinh chịu đựng đã có được nhờ những cái hy sinh vất vả từ bao nhiêu năm qua. We still have a few days. Chúng tôi chỉ còn có vài ngày nữa thôi. And hopefully we will come back. Và hy vọng là một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại. If only because we who think we are already good Catholics have a lot to learn from your sufferings and your dedication in your faith. Vì chúng tôi là nghĩ rằng mình là người Công giáo tốt rồi, nhưng mà chúng ta thực tế chúng ta cần phải học rất nhiều từ người Công giáo Việt Nam. Thank you very much for the food of the body and especially the food on our spirit. Cảm ơn rất nhiều vì có lương thực đã trao chúng tôi những lương thực ngoài lương thực thần xác, lại còn ban cho chúng tôi cái lương thực tâm hồn nữa.